lỡ nó chỉ có hồi một tí rồi nó phóng xuống luôn thì sao? Thì ở đây anh chỉ TDB ngắn thôi. Còn nếu anh thấy TDB ngắn đủ chỉ tiêu rồi anh thoát, thì nếu anh chấm đi liên tiếp thì lúc đấy anh căn hình nó ngực, đúng không? Đã theo chứng khoán đi liên tiếp đấy là chứng khoán đi. Còn ví dụ như anh bảo là bây giờ tôi căn là gì nhỉ, PR chẳng hạn, thì ở đây cái đáy à cái đỉnh từ ngày trước đây mà, đúng không? Anh đâu có căn theo BR được, BR khi nào nó phá được cái này nè. Đúng rồi, nó phá BR, BR nó có hai cái, BR, O, BR, D. Ừ. Đáy này, đúng này. Đúng à, cái đó thì đúng. Ở đây anh nhìn này, là nó lên đến vùng BRD, à BRU thì nó quay đầu. Ừ, nó đâu được. Cái này anh chỉ căn theo mặt thân lịch D. Ừ, nhưng mà hồn mặt thân lịch thì em theo nghĩ là D. Cái điểm D. này D. thực tế là nó không đạt à, vì đây nó không có quá số ít nhiều đâu. Nên ở đây thực tế mình có đánh ở đây là anh đánh cái lệnh test thôi, hoặc là không bỏ luôn cái này không đau.